Cũng có tí quà biếu cho bác này. Dạ. À, lon coca với cái bịch bánh ăn cho vui. Dạ. Dạ. Cái đó mua trước rồi. Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ dạ dạ. Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay đó là một cụ bà đang làm gì đây, tới hỏi thăm hoàn cảnh và cuộc sống bà như thế nào nha quý vị. Tí con mua cho, tí mua cho 50 tờ được không? Rất là xong được. Dạ. Bán sáng giờ được nhiều chưa? Bán nó tầm mất đấy à. Dạ. Dạ. Tên như gọi là gì cô? Bà ba. Dạ. Bà ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà ba? 85 rồi hả? Ủa? Trời ơi. Vậy mà bà còn đi khỏe quá ha. Mạnh khỏe làm sao. Dạ. Vậy một ngày bà bán bao nhiêu tờ? 300 đó. À 300 tờ. Ồ đi khỏe quá, 85 tuổi. Dạ đi khỏe quá. Dạ. Dạ. Mà thằng cháu nó biểu ngoại đi về chồng mày ở, con đi rồi con cho ngoại ngày mấy chục mày xài, trời ơi. Dạ. Về chồng ở ăn cơm của cháu dâu đâu phải là dễ đâu. Dạ dạ. Tắm rửa đuổi ra té con nó thì thôi chắc chết quá. Dạ. Thôi đi làm gì vậy? Thôi làm cho tự do đi, làm công việc của mình cho tự do đi. Giờ mình lo cho thân mình chứ lo cho ai được nữa đâu. Dạ. Chết bên nào á, mình làm thôi. Thôi là ở mình khỏe có sao đâu, có gì đâu. Thôi chết con nên về là vậy chứ cũng sợ lắm. Vô hội giờ cơm á, dạ. Chết mà cơm. Là bỏ mình chốt thiêu. Cái hội chùa có đóng mỗi năm vậy mấy trăm vậy đó. Dạ. Rồi Tết con cháu nó lì xì cho lấy đó để xin chùa đóng. Dạ. Đóng rồi lấy cái tiền đó nữa mai mốt mình chết nó lo cho mình. Dạ. Hỏi có phiền thế nào đó. Thôi cầu xin cho tao nữa, tao bệnh nữa từ đây. Dạ. Lo cho tao mấy bữa là tao chết rồi. Đã bán vé số lâu chưa? Chục năm rồi. Chục năm rồi hả? Vậy trước lúc trước bán vé số thì bà làm gì? Mua về chai. À. Rồi cái gì cũng có vốn được ít ít rồi đó, tạm phát bệnh lên ổng bị tim á. Dạ. Rồi đi từ nằm bệnh chợ rẫy mà từ đây biết 18 tháng là biết đi từ hết không còn nữa. Dạ. Đi vô bộ đội xin ba cái tôn gốc thì về nằm dùm 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 ra. Dạ. Ra đó, nắng thì ra được, mưa đâu ra được. Tới tháng mưa tôi mua tấm bạc tôi lắp lên. Dạ. 3 tháng mưa là thôi. Thì bà làm bà có nuôi ai không? Còn cháu con nó ở thì có gia đình. Dạ. Thì hết. Bây giờ bà đang ở với ai à? Ở mình hả? Ở mình rồi như ăn uống hàng ngày rồi sao? Cũng ăn. Cũng tự à, tự nấu. Đặt lên nấu đó, bây giờ nào đói ăn đâu ăn được phải không? Dạ. Ăn này. Giờ cái ở bên đó ta tự được ta bắt được cái thôi thôi để con đem về con cho con hộ họp. Dạ. Cái là đưa họ đem về đơn họp ăn tối ngày đó mấy bữa nay tôi bệnh viện dịch quá đâu dám đi. Dạ. Ở nhà phải tôi mua thuốc uống chứ không một lần là lên bệnh viện xin thuốc. Rồi hàng tháng bà có tiền trợ cấp rồi gì không? 300. 300 vậy hả? Hàng tháng thì lên là rất. Dạ. Là để dùng lại lãnh được mà, phải không? Được. À. À, tháng sau nghe nó cho lãnh mình được 200 năm, mình đi qua tiền Tết rồi nữa. Dạ. Thì bà tiêm vaccine đâu đủ hết chưa? Đủ hết, đủ hết. Dạ, dạ. Dạ, dạ, đủ rồi cho nó khỏe, tại vì mình bà không? Cũng làm cái công việc này tiếp xúc rất nhiều người, mình hết sức cẩn thận thôi chứ giờ biết sao. Dạ. Đại lý nó thợ cũng to. Dạ. Đâu có đi đâu, đi gặp cái quán mình từ đây ra tới đây. Rồi cái nấu gì
về cái là bán là mẹ có dạy lại. Có cái đi đâu có nổi, đi thức nghỉ. Chỗ nào có cái ghế, ghế cái gì còn nghỉ. Dạ, thì đi mỏi rồi phải nghỉ. Đi lá mỏi. Đúng rồi, rồi 85 tuổi rồi còn đi nữa vậy thôi chứ cái tuổi nghỉ ngơi mà phải tuổi đi làm lộn gì nữa đâu, cũng không xài điện thoại nào luôn. Có gì thì con nó chạy lại, dạ. Con nhắn đồ đi tư đồ dùng mà nói tốt cũng được lắm. Dạ, tưởng có số điện thoại thì cứ đọc lên rồi có người nào người ta giúp đỡ cho cứ gọi trực tiếp vô trong cái số đó. Già làm già ăn, con làm con ăn. Dạ, vậy là bà không có xài số điện thoại nào hết. Có, nhà đứa nào cũng có. Dạ, có nhưng con mà bà trực tiếp thì bà không xài. À. Bà không xài rồi mà bà ở mình vậy rồi nó cũng khó khăn quá ha. Đó là ngay ở sớm với mình nè. Dạ. Vậy cho con thấy đầu cơ mình đứa đó. Còn đứa ở Bảo Quang. Dạ, cứ qua ngày nào cũng có phải đi vậy hết. Rồi cái như cái đi lấy vé số rồi người mình tự lên lấy, tự đi bán. Đi tới nơi lấy à? À, tới nơi lấy rồi bán. Rồi như nếu mà bán không hết thì bình thường mình trả mấy giờ? Không biết, hồi chưa trả bao giờ. Chưa trả luôn, cứ bán hết luôn à? Dạ. Không có bán thiếu. Dạ. Con cháu đó bán hết đi, rồi tiền nơi thì có nó đưa. Dạ. Cái lời như mình để cho đó. Thường thường thì bán hết khoảng mấy giờ là hết? Thường thì sớm mơ giờ hết rồi. À. Bữa nay là trễ nhất rồi hả? Ngày trễ luôn hả? Ồ, hôm nay vẫn còn hơi nhiều quá ha. Ừ. Còn trăm phải trăm mấy á. Thì ba lấy gì à? Mới lấy số về. Ừ. Số khác hả? À, số ngày mai. Ừ. À đúng rồi, thì cái tuổi cao quá rồi. Tuổi năm rồi. Dạ, thì thấy bé còn đi lại được là cũng mừng đó chứ còn tuổi tụi con thì chắc không có đâu. Mà lại trời không chứ không tới cái tuổi đó chứ đừng nói mà tới cái tuổi đó mà còn đi được mới lạ. Tụi con giờ là tụi đó rồi, có đứa gái đầu đó nó ngồi chỗ này cho đứa thăm anh. Dạ. Đứa thăm đi lệnh đi vậy, đứa đó thì bà giờ còn đi xa lên lệnh. Dạ, gái đầu chắc phải 60 rồi á. 63 rồi, dạ. Ba cũng về ghé chỗ em ngồi chơi hết đó. À, ngồi ghé nghỉ chân đó có thiệt khỏe. Chứ là xong hết ngồi rồi dưới đất vậy chứ ít có nhiều người ngồi ghế ngồi gì lắm. Thôi ngồi về cho thoải mái. À ngồi về thoải mái. Cũng nó khỏe được khỏe đi gì à. Thôi còn gấp cáp đi nữa về về có cơm ăn rồi có tắm rửa. Dạ. Yên tâm rồi. Con hỏi thăm vậy thôi chứ con không có gì ở đây này, đó là tiền lời của 50 tờ cái số này. Dạ. Khả năng con chỉ có vậy. Thì mua 50 tờ thì được 50.000. Thôi để 50 tờ đó bán kiếm 50.000 nữa. Dạ. Có tí gọi đến bác này non coca với cái bịch bánh vui. Dạ. Dạ. Cái đó mua trước rồi. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Và video tới đây xin tạm dừng, quý vị đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đăng ký kênh, chuông thông báo để nhận những video mới tiếp theo của mình. Và nếu thấy video không tệ, xin chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị thành công trong cuộc sống.